tú cầu nha mọi người ơi. Tỉnh bỏ ra 510 tỷ làm con đường, dạ, làm con đường temperate mở rộng ra, mở rộng thành 15 mét. Bây giờ thì nó đang là thành 8 mét, là coi như mỗi bên hai lan như thế này, và anh được chạy với tốc độ 60 km/h để mà nó nối kết nối. Là lúc đó là từ Sài Gòn anh lên đây thẳng là cao tốc đó. Thì hiện giờ lúc đó đang làm từ Tân Phú lên Bảo Lộc rồi, Bảo Lộc lên cái tuyến này. Nói chung là nó chói nắng thiệt, nhưng mà ở trong không khí nó vẫn lạnh lạnh nha. Đây, cái góc bên này. Ok. Quay cảnh nhìn ra bờ hồ, hồ Tuyền Lâm. Đẹp. Rồi con chụp đẹp lắm. Okay.
Xin mấy gốc này xin dễ trồng nhưng mà mình